Xin chào tất cả mọi người. Hiện thì Liên Như đang ở nhà, vừa mới đi quay một ca khúc ở đài HTV về. Hôm nay Như livestream là để gửi đến mọi người lời cảm ơn rất là nhiều vì mọi người đã quan tâm Như trong cái việc Như bị tai nạn vừa qua. Thì thời gian theo dõi 48 tiếng đã qua thì hiện tại thì không có cái triệu chứng gì quá nặng, chỉ là vẫn còn hơi nhức đầu thôi, tại vì hôm trước Như té đây, té bị xe tông, là bị chạy suốt một số nơi. Đúng rồi, dạo này thì Như đang tham gia cái game show Tiếu Lâm Tứ Trụ, tập luyện rất là nhiều cho nên là thời gian nghỉ ngơi cũng không được nhiều lắm, nên là cũng hơi bị xuống sắc chút đỉnh. Cái sự việc tai nạn vừa qua mọi người cũng quan tâm hỏi là tại sao Như bị tai nạn, thì Như cũng chia sẻ là hôm trước thì Như trên đường đi diễn về có ghé qua tiệm tạp hóa để mua đồ, thì lúc đó thì cái người quản lý của Như là Lê Tâm chở Như thì vào mua đồ, còn Như thì ngồi phía sau xe. Thì vô tình là có một cái chú đó, chú xỉn quá, tối rồi, lúc đó cũng khoảng 11 giờ khuya, thì chú mất phương hướng tay lái nên là đâm vào xe và Như bay như cái parabol từ trên đây bay xuống, một cái đùng ngã đụng đầu cái cốp. Rất may là lúc đó thì Như có cái nón bảo hiểm nên bảo vệ được cái đầu của Như. Nhưng mà lúc đó thì thấy hơi bị mất ói, buồn nôn, thì mọi người mới sợ và đưa Như vô bệnh viện. Đưa vô bệnh viện và bác sĩ nói là phải chụp CT để xem là cái triệu chứng đầu nó có bị tụ máu bầm hay không, mà tại dẫn đến cái mình bị mất ói như vậy. Và sau đó thì bác sĩ có yêu cầu là ở lại viện, nhưng mà Như nói là thôi để Như còn công việc nhiều, còn phải tập luyện cho cuộc thi Thiếu Lâm Tứ Trụ, nên là xin bác sĩ về sớm và sẽ theo dõi tại nhà trong 48 tiếng. Thì trong thời gian đó thì Như nhận rất là nhiều cái sự quan tâm của bạn bè, người thân và cả những bạn khán giả, những người luôn quan tâm và chia sẻ ủng hộ cho Như. Đó là niềm vui rất là lớn, tại vì Như ở thành phố này và tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật thì đôi lúc thì chỉ không có nhiều thời gian về với gia đình, cho nên chỉ liên lạc và với mọi người qua Facebook, và chính vì nhận được nhiều lời chia sẻ như vậy thì cảm thấy rất là ấm áp và nói với lòng là sẽ cố gắng, hy vọng là sẽ không có chuyện gì. Rất là vui là sau 48 tiếng theo dõi thì hiện tại vẫn ngồi đây và vẫn nói chuyện với mọi người. Như vậy là để mọi người yên tâm là Như không sao hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không biết nói gì hơn là rất là cảm động. Tại vì lúc mà Như thì té xuống á, như bất tỉnh thì tự nhiên trong đầu mình nghĩ nếu như mà lỡ mình có chuyện gì á thì không biết là những cái điều mà mình thích, những cái điều mình muốn làm á, mình có thực hiện được không. Cho nên là khi mà mình vượt qua một cái gì đó, giữa cái ranh giới mà khoảnh khắc mà mình sống và chết, mình cảm thấy là mình phải khi mình được khỏe mạnh trở lại, mình cảm thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải làm được nhiều thứ hơn. Mình thấy được quan tâm như vậy thì phải làm gì để đáp lại tình cảm của mọi người đã dành cho Linh Như. Cũng nói với cả nhà một điều đó là chắc mọi người cũng để ý là Linh Như rất là dễ mất ướt, rất là dễ cảm xúc, cho nên là đừng cười nha.
sắp tới thì ngoài việc tham gia Tiếu Lâm Tiếu Trụ thì Như cũng tham gia một game show mới nữa, đó là game show ca sĩ diễn. Chương trình này sẽ được thu hình vào khoảng tháng 1 năm 2017 và sẽ có lịch phát sóng sớm thì Như sẽ thông báo với mọi người. Còn sáng nay thì Như đi quay hình bài hát Quê hương khúc hát ân tình, một bài hát nói về Hóc Môn, cũng sẽ được phát sóng trên đài HTV. Hôm trước thì cũng có một chương trình được phát sóng trên đài Bình Dương, một chương trình riêng về Như. Được 5 bài nhưng mà quay hình thì làm quay theo truyền thống của đài á, cho nên là không có được đẹp lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì hôm nay là Như gửi đến lời tâm sự với mọi người nên không có thể trao đổi với mọi người nhiều từ lúc đầu tới bây giờ. Và cũng như là những lần trước thì Như cũng có tâm sự với mọi người là khi mà livestream á thì khi mình đã hết livestream rồi thì có một số bạn xem lại nhưng vẫn nghĩ là cái đó là Như đang phát, cho nên là có hỏi thăm và hỏi Như một số thông tin nhưng mà Như không có trả lời liền được thì mọi người cũng thông cảm và đừng giận Như. Tại vì nhiều khi á, tương tác như vậy rồi mọi người nói ủa sao mà không chào tôi chào quá trời hay là bấm tim quá trời sao mà thấy Như không trả lời như chảnh quá, thì mọi người cũng thông cảm nha. Giống như là ai có là xem lại cái video này thì cũng sẽ hiểu là khi livestream xong thì cái video đó sẽ được phát lại thôi chứ không phải là trực tiếp, nên Như không thể trao đổi trực tiếp với mọi người. Trời ơi, mọi người bắn tim nhiều quá, thích quá à. Đây là cái vết chày bữa té này. Sắp tới thì Như cũng sẽ tiếp tục cho ra mắt một số MV và một số phim ca nhạc hài nữa, cũng rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ thì Như sẽ trò chuyện cùng mọi người nha, tâm sự nãy giờ mà chưa có thời gian để chào mọi người. Đây giờ hiện tại những cái dòng tin nhắn của mọi người Như sẽ đọc nha. Như cảm ơn người mang tâm sự, chúc Như khen Như là xinh quá, cảm ơn Lê Vân đã chúc chị khỏe, Võ Gia Hân chị không sao, Heo Thư Hận không say xỉn đó. Mai Xuân Tình, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Mười Đặng, cảm ơn Trâm Xuân Mô, cảm ơn Ngọc Thủy. Đây là những người bạn luôn gắn bó với Như. Mỗi khi mà có gì trong cuộc sống và cũng như là những cái sản phẩm âm nhạc của Như là được các bạn luôn chia sẻ và ủng hộ. Và cả Kim Ngân. Thì hôm nay Như cũng livestream để tâm sự với mọi người rất là nhiều thứ. Và cả vấn đề về các trang fanclub của Như, các bạn lập ra Như rất là cảm động, vì các bạn đã dành sự yêu mến và lập nên một cái trang để mà mọi người vào chia sẻ và coi như là làm quen với nhau để chúng ta có được một cái
nơi, một cái hội để mà chơi với nhau. Khi mà chơi nhau ở gia đình nhiều khi cũng thì trong họ cũng tránh không biết mất gì ở sẵn đây thì Như cũng nói luôn là nếu mọi người yêu mến Như và lập lên fan club coi như là bạn những người bạn của Như thì mọi người hãy yêu yêu thương như, nhau như là yêu thương Như và nếu chúng ta có những cái gì đó khúc mắc hay chúng ta có những cái gì đó không có hài lòng về nhau thì xin mọi người hãy giải quyết và coi như là nói chuyện với nhau và giải quyết với nhau để anh em tình cảm anh em mình không bị mất đi chứ như không muốn là vào fan club và mọi người có những cái chuyện gì đó xong rồi lại nói ra là tại vì ở fan club tôi làm vậy rồi fan club nên như vậy tại vì thực sự mọi việc á là như đều để mọi người thoải mái mọi người quyết định ngay cả cái việc mà mọi người làm áo nhóm thì như cũng nói là cảm ơn mọi người đã làm áo nhóm cho Như. Nhưng mà cái việc mà đó thì như nói là các bạn thích thì các bạn liên hệ với nhau như là như cũng không biết là rõ là có những cái sự việc gì xảy ra nếu cái chuyện mà các bạn gửi tiền rồi các bạn làm áo nhóm tất cả mọi việc là như không 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 biết là các bạn liên lạc như sao như thế nào từ khi mà có chuyện rồi các bạn lên fan trên fanpage các bạn nói thì nếu mà người các những người mà chỉ mới biết mình đây thôi vào sẽ nói là ủa sao nhóm mình nó lộn xộn quá nó không có một cái sự yêu thương chắc là như vậy thì như mong là mọi người hiểu và làm sao để chúng ta luôn vui vẻ luôn hòa đồng và luôn mọi người khi nhắc tới nhóm của chúng ta thì cũng là nhóm rất là thân thiện rất là vui vẻ và yêu thương nhau nha mọi người. Tiếp theo đây thì xin chào bạn Xuân Bách Nguyễn, chào Hoa Tường Vi, chào Như Quỳnh Nguyễn, chào Song Huy. Mọi người hay yêu cầu Như hát để phục vụ mọi người thì Như cũng chia sẻ như thế này. Như rất là mong muốn có thể phục vụ mọi người trong cái điều kiện tốt nhất, có âm thanh, có ánh sáng, có nhiều thứ để Như cảm thấy là Như có thể đem đến lời ca tiếng hát tốt nhất cho mọi người. Còn nếu mà ca mộc thì lâu lâu ngẫu hứng Như sẽ hát về tặng mọi người, vì nhiều khi á bạn bè hay là các bạn yêu thích thì các bạn sẽ thích nhưng mà trong trường hợp mà cái điều kiện mà hỗ trợ không cho phép á, thì có một số bạn như là mới lần đầu tiên tiếp xúc với Như và nói nhiều khi nói chuỗi sao chị này chị hát kỳ vậy ta thì thấy cũng ngại lắm. Vẫn Song Huy vẫn hay mà. Có thể là không 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 hát hết được một bài, mọi người đã nghe hết những bài trên mạng rồi thì nếu mà hôm nay thì hôm trước Như cũng có hứa là ở nhà sẽ hát cho mọi người nghe nhưng mà giờ là không có micro không có nhạc thì bây giờ sẽ hát một bài rất là thật là vui mà nó vui vui cho mọi người nghe được không, nếu mà mọi người ok mọi người đồng ý không ném đá không thì cho Như nhiều tim lên bây giờ bấm tim thiệt nhiều lên thì Như sẽ hát cho mọi người nghe một đoạn vui vui một bài hát Như hay ngân nga chơi vui với mọi người mà bài hát đó không có nằm trong sở trường của Như. Mọi người ok không, nếu mà ok thì bấm tim thiệt nhiều vô. Wow.
Rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người bấm tim Như rất là nhiều rồi. À, bây giờ Như sẽ hát một đoạn cho mọi người nghe, coi như là giải trí, như là vừa diễn hài luôn. Và sắp tới á, Như sẽ thi cái chương trình ca sĩ diễn. Ở chương trình ca sĩ diễn á, thì ca sĩ sẽ hát những cái dòng nhạc không thuộc cái sở trường của mình. Thì bây giờ Như sẽ hát cho mọi người nghe thứ một cái đoạn dạng như là nhạc phong cách mạnh một xíu. Ở đó giờ mọi người quen thuộc như trong trà táo dài rồi, cái máu bà ba rồi, chứ chị hai lúa thì cũng có đọc rap một ít rồi, nhưng mà chưa nghe Như hát nhạc mà dạng mạnh mẽ giống như là phong cách của chị Phương Quyên, hay là gợi cảm sexy như là phong cách của chị Minh Tuyết. Thì bây giờ Như sẽ hát cho mọi người nghe một đoạn về bài hát Đêm Phương Nam. Cái bài đó tuổi gì ta, nhưng quên mất rồi. Giờ hát thử cho mọi người nghe nha. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe mùa tiên âu ở nửa đêm bão giông. Đêm phương Nam đứng lên đường xa vó ngựa, nghe từ thuở hồng quang ngựa qua bến sông. Trời, mọi người đừng ném đá như nha. Thật ra ngồi mà hát nhạc này thì cũng hơi khó mọi người ha. Nhưng mà được không, được không? Để nhớ lời từ từ hát tiếp. Như hay mắc cỡ lắm mọi người ơi. Như lên diễn hay là như lên sân khấu hay là như quay phim tự tin lắm, nhưng mà nói chuyện với mọi người tự nhiên mắc cỡ. Tại vì hết lúc mà mình diễn mình quay hết là với máy quay thôi, còn mà mình nói chuyện trực tiếp gì nè, không biết rồi mình nói gì đúng không ta, mình nói gì mọi người có la mình không ta. Mình hát vậy mọi người có ném đá mình không? Anh nghĩ Nguyễn hát bài này không hợp với em đâu. Dạ đúng rồi, tại vì nó không phải dòng nhạc của em, nhưng mà em chỉ làm trò. Với lại em cũng thử thử phong cách, nếu như mà hợp thì em sẽ gắn trau dồi nhiều hơn nữa. Đêm phương Nam nhìn lên đường xa vó ngựa, nhìn hòn đá lăn nghiêng 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 nghiêng, câu ca dao nghiêng nghiêng mái chèo, dưới bóng cây ngô đồng có con ngựa dừng chân, có hai người hôn nhau. Tóc hát, tóc hát, Bình Thanh hát tóc hát đi chị ơi. Thì đây là nếu mà cho Như đứng chắc Như sẽ diễn nhiều hơn cho mọi người xem, nhưng mà ngồi khó hát quá. Cảm ơn Long Hồ, em khỏe rồi anh. Dạ. Cảm ơn nhờ sự quan tâm của mọi người, nhờ sự chúc chúc phúc của mọi người mà em đã an toàn vượt qua dòng nguy hiểm. Chào ca sĩ Hoàng Thuận, chào Nhi Đặng, hát hương tình gái quê hả? Hương tình gái quê. Em yêu lũy tre cánh đồng lúa chín ngát hương, đêm từng đêm trăng sáng gái trai làng đua vui hát ca, bao nhiêu lời ong bướm nhưng trái tim nào đâu biết gì, ai xui anh đến đây nhưng chiều mưa ngâu trắng bay, cho dù anh chưa nói yêu nhưng lòng em như gió lay. Em vẫn còn ngây thơ nhưng trái tim vẫn chưa biết buồn. Một đoạn thôi, một đoạn thôi nha. Cảm ơn bạn Hoa Tường Vi một lời chia sẻ rất là dễ thương.
Nói là chị cười hoài à, nụ cười của chị làm ấm lòng fan lớp, yêu thương chị nhiều. Chị cũng cảm ơn em, cũng yêu em rất nhiều. Thì những lời chia sẻ của em rất là tình cảm, cảm ơn em. Và cảm ơn anh có nickname là Tiền Bạc, nhìn em dễ thương và hát hay quá, cảm ơn anh. Thì trong cái điều kiện là hát live thì nó chỉ được như vậy thôi. Nếu mà anh có thời gian rảnh thì lên YouTube và gõ Lê Như để nghe nhiều bài hát của em trong lúc giải trí anh nha. Cảm ơn anh. Nguyễn Văn Lộc, là sao chị không hiểu? Chị có thể cho em thẻ 50 được không? Là sao? Trời ơi, chị đang live stream mà bé ơi, sao cho em thẻ 50? Chọc chị vô. Chào Đào Ngọc Nhân, chào Mèo Ngố. Như Đặng ơi, chị rất là cảm ơn em đã khen nụ cười của chị. Nếu mà khi em buồn mà em nghe bài Hương Tình Cái Quê thì chị mong rằng bài hát đó sẽ giúp cho em có thể giải được cái nỗi buồn của mình và nở một nụ cười cũng thiệt là tươi giống như là nụ cười của chị nha. Cảm ơn anh Nghĩa Nguyễn đã khen em có giọng hát dạ tuyệt vời, dạ cảm ơn anh. Thì như cũng chia sẻ như thế này, thì như hát á thì mỗi người một cảm nhận, và riêng đối với lại Như thì Như luôn có nhiều cái cảm xúc trong bài hát của mình. Mỗi khi mà Như nhận một cái bài hát và thu âm gửi đến mọi người thì khi vào phòng thu lúc nào Như cũng có một cái suy nghĩ và một cái câu chuyện nào đó trong bài hát của mình. Như biết là có rất nhiều bạn có giọng hát rất là hay và Như được mọi người yêu mến với một giọng hát truyền cảm cảm xúc, và đó cũng chính là cái tiêu chí cũng như là cái động lực của Như. Khi được mọi người yêu mến thì trong tất cả những cái sản phẩm trong sự nghiệp của Như từ đây cho đến sau này vẫn sẽ luôn là tình cảm của mọi người, là tất cả những gì mọi người đã ủng hộ và gửi gắm cho Như thì Như sẽ cố gắng truyền tải được những cảm xúc thật là ấm áp, và cũng như là những cái hình ảnh của quê hương, hình ảnh của những hình ảnh của người con gái Việt Nam, cũng như là những cái tình cảm đong đầy trong cuộc sống mà các tác giả đã gửi gắm trong đó để có thể truyền tải được đến với các mọi người, để phục vụ mọi người những cung bậc cảm xúc là buồn có, vui có. Để chúng ta có thể cảm thấy là cuộc sống này nó vẫn còn nhiều thứ đáng sống, nhưng mà là người sẽ có nhiều thêm nhiều cái động lực cho cuộc sống. Cũng giống như Như khi mà Như trải qua một cái biến cố gì đó, đó giống như cái vụ tai nạn vừa rồi á, mặc dù là nó cũng nó cũng chỉ thoáng qua là một cái sự bất tỉnh rồi tỉnh dậy, chưa ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà tự lòng mình cảm thấy là mình cảm thấy quý trọng cuộc sống, còn nhiều điều lắm mình chưa làm được, mình còn yêu mến nhiều thứ quá, còn nhiều thứ phải học hỏi quá. Hy vọng là biết nói gì nữa, mỗi lần nghẹn ngào là văng xương bay đâu mất tiêu trơn. Chào Kiều Hoa, chào Nguyễn Văn Lộc. Trời ơi, hỏi nhà chị ở đâu, đừng nói là hỏi nhà chị xong mình lại để gì cái thẻ 50.000 hả em? Quan trọng là giờ em lấy thẻ 50.000 em làm gì? Nếu mà chị cảm thấy hợp lý
thì chỉ có thể giúp được em. Mai Xuân Tình hát live khúc yêu chị hai lúa đi chế hả? Muốn hát chỗ nào Mai Xuân Tình em hát hay là đọc rap nè? Bây giờ mọi người có ai yêu cầu bài yêu chị hai lúa nữa không? Thể theo lời yêu cầu của 1.000 trái tim thì Như sẽ hát. Mọi người thả tim mà đủ 1.000 cái là Như sẽ hát liền. Dạ, chị Nhung Nguyễn em khỏe rồi chị. À, chào bạn Mai Ngọc. Cảm ơn heo thư. Nói mặt bạc cưng ghê ha. Chào bạn Dương Lê. Dạ chào chị Kiều Hạnh. Chào Nguyễn Trần Vân Anh. Chào Hoàng Nguyễn, lâu quá không gặp em. Ngàn năm vẫn đợi. Dạ mình khỏe rồi, cảm ơn bạn. Nhung Lê hát đi em. Dạ nãy giờ thấy có mình 10 đặng thả tim, 10 đặng với anh. Ok, bây giờ Như sẽ hát mơ một đoạn trong Yêu Chị Hai Lúa. Chẳng qua là duyên số em dành có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe chán ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về quê mới thấy thương em dài dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh. Dù anh không đẹp trai biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tài bên người yêu gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế sao có những chuyện lạ kỳ. Anh thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chất phát miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó đơm bồng. Hỡi cô nàng hai lúa xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê ta bền tơ duyên thắm màu. Ta xây đời trên đồng khô lúa chín xây thân hiền. Xin cha mẹ xem tháng tốt ngày lành cho hai đứa nên duyên. Cảm ơn mọi người. À, Phạm Minh Chiến chào em. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn. Cảm ơn Thủy Trần. Cảm ơn Ngọc Thịnh. Cảm ơn anh Thanh Dũng Lê. Quá trời tim luôn. Trần Hoàng Khải đi chào em. Cảm ơn ngàn năm vẫn đợi. Cảm ơn Mai Xuân Tình. Lê Phúc Khánh hôm nay rảnh anh Như. Dạ hôm nay em vừa mới quay ở HTV về ca khúc Quê Hương Phúc Khánh Ân Tình, một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hòa viết riêng về Hóc Môn. Chương trình sẽ được phát sóng trên HTV. Tí nữa thì Như sẽ upload hình lên cho mọi người xem. Trời ơi, tội nghiệp Ngọc Thịnh quá, lâu thả tim khét hai chứng dịch đang chiên à. Cảm ơn, đa tạ. Bây giờ thiệt là cảm động quá đi đó mợ. Hôm nay thì Như livestream thật là dài lâu. Vì Như cảm động trước tình cảm của mọi người và cũng đã hứa với mọi người rất là nhiều lần là sẽ trò chuyện với mọi người nhiều. Thì tại mắc cỡ, thấy mắc cỡ.
Nếu mà chừng nào mà thấy mọi người không thả tim nữa, mọi người đi ngủ hết thì Như sẽ không nói nữa. Đừng chê Như nói nhiều nha. À, khi nào có YouTube anh bớt cho. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn Hậu Quỳnh, Quân Ngọc Thịnh. Cảm ơn Hoàng Nguyễn. Chia sẻ cùng mọi người một điều nữa là Như thì yêu thích dòng nhạc dân ca quê hương. Và hiện tại thì cái xu hướng âm nhạc của mọi người là dòng nhạc trữ tình, bolero. Thì đối với dòng nhạc này Như cũng có thể hiện một số ca khúc, nhưng vì Như thích những cái bài hát dân ca hơn nên Như chuyên về dân ca. Và nếu như mà mọi người ủng hộ Như trong dòng nhạc trữ tình thì sắp tới đây Như sẽ cố gắng thu âm và cho ra nhiều bài hát trữ tình nữa. Và nếu mà bước sang một lĩnh vực mới thì chắc Như là cũng nhiều bỡ ngỡ. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Lê Như nhiều hơn. Có được không ạ? Nếu mà được thì thả tim cho Như nhiều nhiều, nhiều chút nữa. Có chuyện không ăn cơm chiều luôn nói không ra là nói vậy là chém gió thôi chứ sao mà nói chuyện mà nói tới tối luôn á. Nói thì cũng được nhưng mà sợ nói nhiều quá mọi người thấy mọi người bị giống như là bị ác cảm liền luôn á. Nghĩ trời sao mà bà này bà nói nhiều quá, bà nói mà bà nói dài dòng, bà nói gì lưa thưa, bà hết cười bà khóc đường, mọi người đã nói sợ sợ mọi người nói như là bị tự kỷ. Cảm ơn người đầu tiên đã ủng hộ em, đó là Nhi Đặng, là anh Thanh Dũng Lê đã ủng hộ Như trong dòng nhạc trữ tình. Mọi thử một đoạn trữ tình mọi người nghe về trữ tình. Thì định hát bài gì giờ ta? Ai ai mà để nhạc mà giận nhiều quá vậy? Sao vậy? Khóc luôn. Thì Như hát thử một đoạn trong bài Chuyện ba mùa mưa nha mọi người. Mà nói trước là hát live nha, không có chê nha. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Được không mọi người? Dạ chị Dào ơi, em cũng sợ có thẹo quá, em đang đợi nó lạnh rồi em sẽ rút thuốc chống thẹo. Hoàng Nguyễn ơi, cái bài Phận Buồn Con Gái á là chị có hát nhưng mà hiện tại thì chị chưa có thuộc lời. Nói để mọi người cũng thông cảm luôn, là ca sĩ nhiều khi hát rất là nhiều bài và khi mình thích bài đó nhưng mà khi mình thu âm rồi á mình đi hát mình hát những cái bài khác, cho nên là khi mà muốn hát một cái bài nào đó thì mình phải dò lại cái lời. Mọi người có biết là mỗi lần mà
ca sĩ như là Như á, khi mà đi hát, để mà trước khi đi hát là Như phải tập rất là nhiều, tập về không những là về giai điệu, về ca từ và cả những cái cách biểu diễn để làm sao có thể truyền tải được cảm xúc đến với mọi người. Cho nên là bất cứ một ca sĩ nào khi đứng trên sân khấu thì Như nghĩ cũng luôn mang một cái tâm trạng là hát hết mình để mà đem đến cái cảm xúc, đem đến cái giai điệu đến với lại người nghe. Cho nên nếu mà cái tâm trạng của ca sĩ khi mà hát mà xuống mà một bạn nào đó nói là chỗ hát dở quá, tệ quá, hay là chỗ sao, thì thật sự rất là buồn. Nhiều khi là mình về mình khóc cả đêm, cả đêm là mình thấy là mình đã cố gắng lắm rồi, không hiểu là mình chưa làm đúng cái chỗ nào để mà cho mọi người được thoải mái. Thì cái đó là cái khi đó là những cái cảm xúc trong 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 cuộc sống làm nghề. Nên là những cái chia sẻ này là mong mọi người phải thông cảm và yêu thương ca sĩ. Nếu là những ca sĩ mà đi hát phục vụ mọi người trực tiếp thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, ngay cả về âm thanh. Có thể là trong lúc mình thu âm, âm thanh nó sẽ khác, và khi mình đi hát ở ngoài thì mỗi dàn âm thanh nó cũng khác. Có thể là có nơi thì có điều kiện thì cái âm thanh sẽ tốt, thì hỗ trợ hơn cho giọng hát của ca sĩ, nhưng có những âm thanh không có thể hỗ trợ được, có thể là do nơi đó người ta không có kinh phí. Nhất là như mà đi hát phục vụ cho thường là những cái nơi, cái điểm mà phát quà cho các bà con nghèo, thì thường những nơi đó thì như sẽ hát live với micro chứ không thể sử dụng nhạc được. Thì những cái có thể những cái nơi đó người ta cũng rất là khó khăn để có thể tổ chức nên một cái buổi lễ và trao quà cho bà con. Thì nhưng mà như rất là thật sự là như rất thích đi hát những cái điểm hát như vậy, tại vì rất là trân trọng tấm lòng của bà con ở đó. Mình hát live, mọi người lắng nghe và vỗ tay, nhiều khi vỗ tay theo nữa rồi làm một cái động lực. Có thể là mình không giúp được về kinh phí, về tiền bạc, nhưng với tấm lòng của một người ca sĩ có thể đem đến những cái niềm vui cho bà con ở những vùng nơi khó khăn, thì mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn bạn Minh Huyễn đã chia sẻ và động viên Như là vạn sự khởi đầu nan, đừng có nản. Như không, đôi lúc nó không phải nản là như nản về cuộc sống, về nghề nghiệp. Cái nản là nhiều khi như cảm thấy mình quá nhỏ bé, mình không biết làm sao để mình có thể vượt qua được bản thân mình. Có thể hôm nay mình hát bài này hay, nhưng mà có thể bài hát kia nó không phù hợp với mình. Thì tâm hồn của một nghệ sĩ lúc nào cũng rất là nhạy cảm. Nhưng mà mọi người nói nhận một cái comment nào đó, trời ơi, hát ghê quá, hát không bằng người này, không bằng người kia. Thì như cũng chia sẻ là thật ra thì ca sĩ thì mỗi người sẽ có một cái thể hiện khác nhau, cũng như là diễn viên, và một số người á sẽ thích cái cách hát này, với người thích hát cách hát kia. Cho nên là cũng mong mọi người đừng nên so sánh, tại vì ca sĩ mà nghe vậy họ buồn lắm. Tại vì làm nghệ thuật, nhất là trong cái thời buổi bây giờ, làm nghệ thuật là thực sự là chính xác luôn, là phục vụ cho khán giả rất nhiều. Bây giờ đâu có còn rạp hát nhiều, mọi người cũng không có đi mua vé để xem ca sĩ hát. Mọi người chỉ cần lên mạng, mọi người bấm vào YouTube, mọi người xem ca sĩ hát.
Và những cái sản phẩm đó thì ca sĩ phải đi thu âm, tiền nhạc, tiền thu âm, rồi sau đó chuẩn bị trang phục áo dài như thế nào, make up như thế nào, và lên sân khấu đứng hát và gửi lên YouTube để mọi người vào, mọi người xem, với một cái tinh thần là được mang tiếng hát đến với mọi người. Mong mọi người yêu thương và chia sẻ ủng hộ cho những giọng hát mà mọi người yêu thích. Còn nếu như mà mình không yêu thích thì thôi mình bỏ qua đi, qua trang khác, không nghe, nghe người mình thích. Chứ mình nói vậy nhiều khi thấy ca sĩ sẽ rất là dễ buồn. Cảm ơn bạn Minh Nguyễn. Cảm ơn Ngọc Ấn. Cảm ơn anh Thanh Dũng Lê. Cảm ơn Heo Thư. Đúng là mình sinh ra thì không thể làm vừa lòng hết mọi người. Nhưng mà chính vì vậy á thì mình cũng học hỏi từ những cái lời chê hay là những cái lời góp ý của mọi người. Tại vì biết đâu trong đó mình nhận ra được rằng đúng rồi, mình còn thiếu cái đó, mình còn thiếu cái đó. Nhưng mà mọi người cứ nghe comment nhẹ nhẹ xíu. Mình có tạt thẳng vô quá thì cũng tội nghiệp nghệ sĩ. Dạ, cảm ơn Lê Phúc Khánh. Nè. Em cảm ơn anh Long Hồ, em đã khỏe lại rồi. Hiện tại thì Như vẫn thấy mọi người theo dõi cũng nhiều, và hiện tại cũng thả tim cho Như cũng còn rất là nhiều. Nhưng mà chắc có lẽ là Như sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất, và sẽ hát cho mọi người nghe nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã Như chia sẻ, cũng như là đã động viên Như. Rất mong sự ủng hộ của mọi người trong thời gian sắp tới đây, và nhớ rảnh rảnh theo dõi, subscribe và ủng hộ như nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mọi điều bình an và hạnh phúc. Bye.